Cái gì nó cũng có cái nhân quả. Thì chữ nhân quả nó không phải là chuyện xấu không. Đa phần là mình chỉ hiểu con chiều à. Thí dụ như cái người đó người ta bị bệnh tật gì đó, đó nhân quả đó. Nhưng mà mình không thấy rằng tốt cũng có nhân vậy. Thí dụ như người đó sống tốt thì được quả tốt. Cho nên ví dụ như cái người đó đó, họ khi họ nằm xuống quá chừng phước báo, đủ thứ người ta thương quý tới lo cho họ. Nên đó cái nhân quả đó. Bây giờ họ, lúc họ sống mình không thấy cái nhân họ làm, tới hồi lúc họ nằm xuống đó, bây giờ muốn biết cái nhân họ làm gì, nhìn vô cái quả lúc họ chết cũng hiểu được một phần khi họ chết. Cho nên nhân quả là cái chung. Thì người niệm Phật là nhân, giảng sanh là quả. Mình mỗi ngày mình ngồi thiền tịnh là nhân, đến một lúc nào đó tâm mình tĩnh lặng, trí mình khai sáng là quả. Cho nên tất cả đều có nhân quả hết. Ví dụ bây giờ mình ăn chay thường xuyên là nhân, hết thèm mặn là quả, giờ gặp đồ mặn cũng bình thường. Thậm chí ai để đồ mặn vô mình biết liền, cái mùi hôi nó khó chịu, mình không có quen ngửi, biết liền. Ai mà mua cây chả lụa mặn mà để trong xe coi, bước vô xe họ ngồi là biết liền trong xe này. Tại vì cái mùi tỏi, cái mùi thịt nó khác với... Xin lỗi, dù bây giờ quý vị nấu chay mà để tỏi, cái mùi nó cũng khác hơn là mình để tỏi vô đồ thịt đó nha. Riết nó quen. Quý vị nhìn ngửi cái cuốn chả giò chay, cuốn chả giò mặn coi, khác liền á. Chiên chả giò chay nó có hôi cỡ nào, cái hôi nó không bằng cái chả giò mặn. Đó. Rồi mình chiên cá với chiên tàu hũ, chiên thức ăn chay coi, nó có hôi nhưng mà cái nó không có tanh. Cái hôi nó không tanh. Còn cái mùi cá nó tanh, và chiên lên là nhất định là ngửi được mùi. Thì người bây giờ mình một lúc nào đó mình, thậm chí xin lỗi, chén mấy cái chung nước mà để chung chung với lại chén dĩa cá thịt đó, mà rửa không kỹ coi, tới châm nước sôi vô cái ly đó uống, cái mùi tanh nó vẫn nồng, khó chịu lắm. Thì thỉnh thử cái gì nó cũng có cái nhân cái quả của nó. Thì mình mỗi ngày ngồi tịnh, thì khi đó tâm mình tịnh lắng, mình ít, mình vẫn phải giải quyết vấn đề, nhưng mà không phản ứng một cách nhanh nhẩu. Thì có nhiều người đụng một cái là nóng lên, la lên liền. Tại vì sao? Thiếu cái sự định tĩnh. Còn dù cái người thường ngồi định, cái chuyện đó đến họ vẫn nhẹ nhàng, họ giải quyết được. Cho nên cũng giải quyết thôi, nhưng mà nó khác lắm. Cho nên trong này nói tứ vô lượng định. Vậy thì tứ vô lượng là gì? Hả? Bốn cái gì vô lượng? Bốn cái gì vô lượng? Thường thường mình có cái gì vô lượng? Tứ vô lượng tâm. Tứ vô lượng tâm là bốn cái tâm vô lượng đó. Từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm. Vậy thì từ bi hỷ xả là bốn cái tấm lòng rộng lớn. Nhưng nếu mình tu mỗi pháp nào nó có cái định của cái pháp đó. Vậy thì từ vô lượng định, bi vô lượng định, hỷ vô lượng định, xả vô lượng, cho nên gọi là tứ vô lượng định. Và định là gì? Nghĩa là khi lắng, người có lắng nghĩa là định. Tiếng Phạn gọi là samadhi, chúng ta thường dịch là chánh định hay là tam muội. Quý vị hay đọc kinh nghe chữ tam muội đó, thì nghe chữ tam muội là biết là chữ tam muội nghĩa là định. Tiếng Anh dịch là concentration. Wow. Meditation, concentration. Người có thiền là có định. Hồi nãy Pháp Hòa nói chuyện với mấy người Mỹ á, thì Pháp Hòa có nói mình đã chưa tu, nó giống như là một cái miếng cỏ đầy rác ở trên đó. Thí dụ bây giờ cỏ nó mọc cao lên tới đầu gối nè, rác mà rơi trong cái đám cỏ đó mình thấy không? Không. Nhưng khi mình cắt cỏ sạch sẽ hết, một mảnh mảnh, một cái miếng đất cắt cỏ đẹp bằng phẳng, một lá vàng rơi xuống thấy, một miếng rác rơi xuống thấy. Thì cái người mà định cũng vậy. Cái người mà chưa định, nó tâm loạn, nó giống như miếng đất mà đầy cỏ hoang mọc. Thì những miếng rác nó rơi xuống, cỏ nó mọc cao lên, nó che, mình đâu thấy rác. Nhưng mà khi nào mình cắt cỏ sạch hết thì cái rác nào mà rơi xuống là mình thấy liền. Thì người tu của mình cũng vậy. Nếu mà cái tâm mình mà không có trong sáng, không có tỉnh thức, thì bao nhiêu thứ rác nó rơi vô mình không biết. Còn ví dụ như tâm mình thường định tĩnh rồi đó, mình sập bớt rồi đó, cái gì rơi vô biết liền. Thí dụ như hôm nào mà tâm mình khởi sân biết, tôi đang sân đó.
tham, biết tôi đang tham đó. Tôi đang ganh tị, tôi biết. Mặc dù tôi chưa giảm được, tôi chưa có bỏ được ganh tị, nhưng mà ganh tị nó khởi lên, tôi biết. Thì khi mình biết như vậy đó, cũng đỡ lắm. Nó tự nhiên thấy mình kỳ, nói mình tu hành, mình học Phật nhiều quá mà sao mình còn ganh tị, đỡ lắm. Cho nên làm sao cái tâm mình mỗi ngày nó giống như một mình cắt cỏ. Bây giờ cái máy mình cắt không nổi, cắt từ từ. Cỏ nó cao quá, máy cắt cỏ yếu, để vô nó stuck, nó dính luôn, cắt được. Thì bây giờ đầu tiên là phải trim, cắt làm sao cho những cái cỏ cao nó bớt, rồi từ từ mình cắt. Để chúng, để cỏ mà cao là cái máy cắt khó, mà cỏ thấp máy cắt nó dễ. Mình tu cũng vậy thôi, mình đợi cho đến khi nào mà nó loạn rồi bắt đầu tu thì cũng được, nhưng mà hơi khó. Cho mỗi ngày mình tập thiện chút, giống như cắt bớt một chút cỏ, cắt bớt một chút cỏ, đến khi nào mà mình có một miếng đất bằng phẳng. Bây giờ thấy bà Pháp Hòa nói cái tấm thảm này cũng vậy, nhìn sơ ai biết nó bụi, phải không? Chỉ khi nào mình lấy tay mình sờ, mình dẫm chân đi thì mình biết trong này nó bụi, nó dơ cỡ nào. Thì cũng như thế, mình phải chạm, mình phải đích thực với nó, mình mới hiểu được nó chưa đâu. Thì trong này cái đoạn này nói về tứ vô lượng định. Thiện nam tử, người trí nên khởi quán như thế này. Nhớ chữ quán nha, quán tức là mình chiếu sâu nhìn kỹ đó. Người trí nên khởi quán như thế này: tất cả phiền não là kẻ oán thù lớn của ta. Phiền não là gì? Những cái gì mà nó làm cho mình bị loạn tâm, không còn bình tĩnh được nữa là phiền não. Tất cả phiền não là kẻ oán thù lớn của ta. Tại sao? Nhân vì phiền não kia có thể phá hoại ta và người. Cái phiền não nó có thể làm phá hoại cái tình cảm của mình và người, cái sự thương mến giữa mình với người. Phong và ví dụ như hai mình đang thương nhau, quý nhau lắm, tự nhiên ở đâu có một cái cơn buồn phiền gì nó tới nhẹ nhàng thôi, có thể mình hiểu lầm cái ý người đó, hay mình hiểu lầm cái câu nói người đó, tự nhiên mình có khoảng cách giữa mình với người đó liền. Vậy thì phiền não nó phá hoại ta và người. Cho nên mình nhiều khi lúc mà chưa tu thân lắm, như chị em ruột vậy đó, mà tới hồi vô tu rồi bắt đầu nó có khoảng cách. Vì sao? Vì chúng ta không thắng được cái phiền não. Và phiền não căn bản nhất là gì? Tham, sân, si, mạn, nghi. Rồi trong đó nó có một cái thứ sáu là kiến. Thì cái chữ kiến đó là cái thấy. Thì cái thấy nó chia ra năm loại thấy. Thấy mà không thấy không trọn vẹn, thấy bên gọi là biên kiến. Thấy lệch lạc là tà kiến. Không, tà kiến. Rồi cái thấy mà mình do mình hiểu như vậy, mình chấp mình hiểu như vậy là giới cấm thủ kiến. Rồi kiến thủ kiến là cái chấp vào cái thấy của mình. Cái thấy là gì? Thường thường á, người ta nói là tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy. Nhưng mình không có tri kiến như thật, cho nên không phải gọi là Phật tri kiến, mà gọi là phàm phu tri kiến. Con người mình đều có thấy, có biết hết, nhưng mà thấy biết theo cái phàm phu chứ không phải như Phật. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa gọi là Phật tri kiến. Mà cái mình tu á, mình thiền định, mình tu tập là để gì? Để mình có được cái tri kiến Phật, gọi là tri kiến trong sáng, giải thoát, chứ không phải là tri kiến của cái người phàm phu. Cho nên nhân vì phiền não kia có thể phá hoại ta và người. Đang vui vẻ vậy, cái tự nhiên nó có một cái gì nó đến, nó làm cho mình bị có khoảng cách, hay là trong lòng mình không vui. Có nhiều khi không nói ra, nhưng mà trong lòng đã chứa một cái buồn phiền với người đó. Cái này là mình phải cẩn thận. Cho nên trong kinh nói, người trí phải khởi quán, phải thấy rõ cái điều đó. Nhiều khi mình buồn người đó, mình nói ủa tại sao mình với người đó mấy chục năm trời hoan hỷ quá mà tại sao bây giờ như vậy? Không lẽ vì một câu nói của người đó, vì một hành động của người đó? Thí dụ vậy. Cho nên cái phiền não đó chính là cái kẻ oán, nó làm cho mình và người kia có khoảng cách, phá hoại mình, phá hoại cái bình an nơi mình. Do nhân duyên ấy, vì nhân duyên như vậy, ta phải tu tập tâm từ bi. Do vậy mình phải tâm từ bi. Từ là gì?
Từ là cho người ta niềm vui, bi là giúp cho người bớt khổ. Quý vị nhớ mình đọc cái bài sám không? Sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Sáng cho người niềm vui đó là gì? Là từ. Chiều giúp người bớt khổ là bi. Thiền sư đã diễn đạt hai chữ từ bi thành một pháp tu rất thiết thực. Làm sao sáng cho người thêm niềm vui, chiều giúp người bớt khổ. Vì muốn lợi ích cho chúng sanh, vì được vô lượng pháp lành thuần túy. Tại sao không xài, tại sao trong này nó là pháp lành thuần túy? Chữ thuần là gì? Thuần túy là gì? Không có xen tạp. Có nhiều khi á, mình nghĩ cái đó là pháp lành nhưng mà nó xen khác vô, danh lợi, phiền não trong đó. Nếu có người nói rằng lìa từ bi mà vẫn được pháp lành, không có lý ấy. Không có đâu. Pháp gì mình làm phải có từ bi thì mới gọi là pháp lành. Ví dụ ha, trời ơi tôi định không có làm vậy rồi, mà tại tôi làm để bỏ ghét. Thì như vậy mình làm bằng cái gì? Bằng cái tự ái của mình làm chứ không phải bằng cái từ bi. Có nhiều khi á, mình không muốn làm nhưng mà tại vì bây giờ vì cái sự danh dự của mình phải làm, để không thôi người ta nói. Cái đó cũng chưa. Cho nên đôi lúc Pháp Hòa nghĩ vậy nè, nhiều khi mình nói thôi tôi phải đi thăm bệnh bác đó, không thôi kỳ lắm, tại quen quá. Đôi lúc Pháp Hòa nói vậy xong cái Pháp Hòa giật mình quá, nói không được, mình nói vậy là không được. Như vậy là mình đi gì, cái gọi là gì, nể cả với nhau, sợ buồn phiền, chứ chưa đi bằng cái lòng từ. Khi Pháp Hòa khởi cái tâm vậy đó, cái Hòa nghĩ là ốm được, mình phải đi thăm người bệnh bằng cả cái tình thương của mình, chứ tại sao mình đi thăm gì sợ kỳ. Thật ra mình biết là mình đi như vậy đó, nhìn thì lái thấy là pháp lành, phải không? Nhưng mà không có gì, không có từ, không có bị. Có phải không? Đôi khi trong cuộc sống mình là như vậy đó. Trời, tôi quen cái đám đó quá mà không đi kỳ lắm. Thật ra đa số là mình sợ gì? Sợ mất mặt, sợ kỳ, chứ không có đi bằng lòng từ. Hồi nãy Pháp Hòa đứng cúng đám tang á, thì cái đứa nhỏ con của cô mất nó còn nhỏ lắm, nó chừng 21 tuổi à, không biết trời răng mấy nước gì hết. Khi Pháp Hòa đứng tụng cái nhìn đó, cái mình thấy trong lòng mình xót xa, thương. Cái Pháp Hòa mới nói lát nữa tụng kinh xong Hòa phải nói với nó vài câu. Rồi khi mà tụng cúng xong, cái Pháp Hòa nói với nó, trên đời này á, cái tình thương lớn nhất mà mình có đó là tình thương của cha mẹ. Không có cái tình thương nào có thể sánh được với bằng tình của cha mẹ. Hôm nay Du mất mẹ, nhưng mà Du chỉ mất cái thể xác thôi, Du không mất tình thương. Mình nói cho nó hiểu chứ nó không biết gì chứ. Mỗi lần nói gì, oh really, really, cứ vậy đó. Khi nó làm gì, oh really, really, vậy hả, vậy hả. Thành ra mình thương, mình không thể nào. Mình có thể ignore, tao cúng thôi, mày làm gì mày làm, nhưng mà làm được. Mình làm sao mình cúng mà để cho người ta cảm nhận được cái cúng mà nó quỳ đó, nó cúng cho má nó mà nó biết nó đang làm gì. Chứ còn không thì uổng lắm. Thật ra mình làm sao mỗi việc làm của mình nó có một chút, dù không phải là đại từ, đại bi, nhưng trong lòng việc làm đó phải có tình thương thì nó mới đúng nghĩa. Mà đại chúng để ý là thường thường mình ít khi nào khởi lòng từ bi lắm. Sợ kỳ, sợ mất mặt, nể cả, quen biết được không à. Điều đó không có sai, nhưng mà dưới cái sự tu tập thì nó chưa đó. Nó chưa. Chứ hồi nãy ví dụ như Pháp Hòa lên đó, là đúng ra là mấy thầy hôm qua nói rồi, nó thôi mắt thầy bệnh thì đừng có ra ngoài ăn chi, tụi con thích khe được. Pháp Hòa có ok, nhưng mà muốn chiều đi ra thăm quý vị một chút. Nhưng mà rồi tại vì Pháp Hòa muốn giới thiệu cho quý vị cuốn kinh Pháp Cú, cho nên Pháp Hòa mới dành thời gian 30 phút, 40 phút và nói mấy đứa sắp xếp cho thầy lên gặp mấy người Tây, rồi giới thiệu với họ về quyển kinh Pháp Cú, chỉ cho họ làm sao để họ đọc cái kinh đó mà thấy được cái quyển kinh đó như thế nào. Đại khái giới thiệu thôi. Thì Pháp Hòa tặng cho quý vị đó quyển kinh Pháp Cú. Và trong tương lai mỗi vị ở đây cũng sẽ có một quyển đó. Rồi không chừng mình sẽ học cuốn kinh đó. Tại vì mình có kinh rồi, mình mỗi người sẽ có một quyển kinh Pháp Cú. Rồi mỗi tuần mình học giống như học cuốn này vậy nè.
phát người cuốn rồi xong rồi mỗi tuần tới chùa mượn, còn cuốn của mình cất. Nhưng mà cuốn kinh Pháp Cú này là bản dịch tiếng Việt rồi có tiếng Anh đối chiếu, kỳ này in lại đó có Anh Việt đối chiếu rất là hay. Thì nếu có thời gian thì mình sẽ học quyển kinh đó. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, trong này nói như vậy đó: nếu người nói rằng lìa từ bi mà vẫn được pháp lành, không có lý ấy. Thật ra nhiều khi mình làm nhiều việc trong cuộc đời lắm, mà nhiều ví dụ mình nấu cơm cho người ta ăn, hay là mình đóng một cái, mình đóng một cái vai là phát cơm cho người nghèo. Cho thưa đại chúng, ví dụ mình lấy hộp cơm cho một cái người tới xin mình đó, mấy cái người mà tới hay tới cửa chùa, khi bới cái hộp cơm đó đó, mình phải làm sao bới bằng hộp, bằng cái lòng từ của mình trong đó. Đừng có để cho người ta hiểu rằng mình đang ban ơn cho họ, không. Cho thường thường á, Pháp Hòa thấy mà quý cô bới cơm cho họ, Pháp Hòa hay chạy ra lắm. Nếu Pháp Hòa thấy, Pháp Hòa thấy và chạy ra, mình đứng mình an ủi họ một vài câu, mình nói chuyện với họ, để làm sao người ta nhận được cái hộp cơm tình thương, chứ không phải là sự ban bố. Cái đó là cái quan trọng. Và mình phải tập như thế nào đó, như vậy đó, để mỗi ngày cái lòng từ bi mình nó lớn lên. Và cứ mỗi việc làm gì của chúng ta là bằng cái từ bi trong đó. Có nhiều lúc Pháp Hòa đi đường thấy một cái người lớn tuổi, họ muốn chụp một tấm hình lắm, nhưng mà họ đứng họ lây hoay, họ không biết họ làm sao với cái máy đó. Cái Pháp Hòa nói thôi bà đưa cho tôi chụp cho. Tại vì mình, thí dụ mình trẻ đó, mình trẻ đó, mình còn cơ hội đi tới chỗ đó và có thể chụp lại tấm hình chỗ đó. Nhưng mà người già thì nó khác ạ. Có thể họ chỉ còn một lần nữa họ tới đó thôi. Như vừa rồi Pháp Hòa đi qua Mỹ, cái tranh thủ thời gian đi thăm một bác, thì Pháp Hòa tới thăm thì bác mới khóc. Bác nói là lần này gặp thầy mà không biết lần sau thầy qua còn gặp được không. Cho nên mỗi một lần mà mình còn thăm được một người lớn tuổi, ai mình thăm được ai cứ thăm. Tại vì cái đó là một sự thực tập của mình. Thì mình làm việc gì cho người đó, mình biết mình khởi lòng từ bi là mình thấy nếu mình cũng muốn chụp tấm hình vậy lắm. Cho mình lấy cái hoàn cảnh của mình đó, mình đem vô hoàn cảnh của người đó, cái mình ôm ấp được họ. Từ bi như thế có thể đoạn pháp ác. Nếu mà mình thường thực tập từ bi như vậy đó, mình đoạn được các cái ác pháp, khiến cho chúng sanh thoát khổ được vui, khiến cho người khác lìa được cái khổ, được cái vui, hoại được cái nhân trong dục giới. Cái nhân dục giới là cái gì? Nghĩa là cái nhân mà mình tạo trong cái cảnh dục giới này. Lòng từ bi này nếu duyên tới dục giới thì gọi là dục giới từ. Thưa đại chúng, mình ở trong dục giới nha. Trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều ở trong dục giới hết. Ví dụ như con người mình ham ăn, con thú nó có ham ăn không? Mình ham sống, mình sợ chết, con thú nó có không? Có. Vậy thì con thú nó vẫn còn trong dục giới. Thì sáu cái cõi của chúng ta, chưa nói là những cõi trời trên, cũng còn nằm trong dục giới. Thì trong cái dục giới này á, mình cũng tùy thuận những cái dục của người ta để mình khởi lòng từ. Ví dụ người ta còn muốn ăn, mà mình thấy được cái sự ham muốn ăn của người ta, mình cho người ta được thức ăn là từ bi, nhưng mà từ bi trong dục giới. Người ta vẫn còn mặc, thích mặc. Xin lỗi, bây giờ mà hồi xưa lúc nghèo dữ dội á, cho cái áo thun ta cũng mừng nữa. Bây giờ hơi khó rồi nha. Cho cái áo thun nó cũng cầm lên nó coi à, coi đúng kiểu đúng móp nó mới mặc á. Cho nên bây giờ mà đừng có ham mà xách đồ cũ về Việt Nam mà cho nó, coi chừng thiên hạ ta chê á, tao nói việc kiều dởm á. Thấy không? Tới sự thật là vậy mà. Rồi bây giờ mà nhiều khi người mình cho tiền cho khá đáng rồi nha, rồi việc kiều mà về cầm 10 đồng mà chó gửi lại nó thôi để uống cà phê. Chó đáng nhận mang tiếng quá. Thì mình mới thấy dục giới từ. Nhiều khi mình muốn từ bi, nhưng mình phải coi coi
Giống như mình thấy mấy đứa nít ở đây á, mấy đứa nít cũng vậy á, nhiều khi mình thương nó, mình kêu lại cho ăn, nhưng mà cho cái món ăn nó không thích cái thì nên sao? Chê, mặc dù cái món đó rất mắc tiền. À, hôm rồi đó Pháp Hòa, hình như Pháp Hòa kể rồi phải không? À, bên nhà thờ á, dặn chùa á, tổ chức khóa tu cho mấy em bên nhà thờ á, không có muốn mình nấu đồ ăn fancy, nấu đơn giản thôi. Tàu hũ rang muối rồi tàu hũ rau luộc rồi vậy đó. Trời ơi, đến nỗi là nghĩa là vô bếp phụ luôn, mix xua là mình phải nấu đúng là đơn giản. Nó biểu tình đâu ăn. Đâu có ăn. Một cái đứa nó từ ăn thịt cá mà rớt xuống bắt nó ăn đậu hũ rau luộc sao nó chịu. Quý vị thấy không? Nhiều khi mình muốn cho nó ăn, nhưng mà đâu phải mình cho nó là nó ấy đâu. Vì sao? Vì chúng sanh đó nó vẫn còn dục. Cái chữ dục đây không có xấu nha. Ở đây chỉ có nghĩa là mình cái còn cái sự ham muốn, mà mình phải hiểu người ta muốn cái gì, mà mình thấy cái khả năng mình đáp ứng được. Ví dụ như đợt trước nó qua nấu ngon hơn, à, nấu rất là fancy, nấu ngon, nó ăn nó thích vô cùng. Cơm tấm bì chả rồi làm ngon. Kỳ này từ cơm tấm bì chả rớt xuống rau luộc đậu hũ, tôi cũng tù được nói nó. Đó, mình đây nè, dân ăn chay thứ thiệt đó. Mà nếu mà cho ăn kiểu vậy hoài mình cũng chết giấc chứ. Mặc dù ai cũng thấy thôi đơn giản thôi, rau luộc được rồi, thử mà cho ăn rau luộc về nó chút lâm chip. Đi tu cho ăn rau không. À, chúng sanh là vậy. À, quý vị thấy thà là chỗ nào cũng ngủ, ai cũng ngủ đất hết thì yên, phải không? Mà như tự nhiên người giường người ghế bố cũng có chuyện đó chứ đừng nói đó, cái chúng sanh mà. Cho nên rắc rối lắm, rắc rối vô cùng. Thà là đất hết thì không ai nói gì hết đó. Mà giờ người ghế giường người ghế bố, rồi xưa chưa có nhà đẹp coi khác à. Trời ơi, ở này cũng là ngon rồi, mà giờ nhịn nhà đẹp xanh nhà này sao không được. Và nghĩ rằng có sự kỳ thị, nhưng mà không phải. Không? Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ về phần ái. Thật ra cái chuyện nếu mà mình có từ bi là nó khác hết. Bồ Tát là luôn luôn dành cái khổ về mình, nhường cái sướng cho người. Chỉ cần nhớ vậy thôi. Ví dụ nhiều lúc là lên chiếc xe, quý vị nào mà đi xe bus hay là ra phi trường mà họ cần chở mình từ chiếc xe bus qua cái station này đi qua đó, lên đó họ biết. Có nhiều khi ghế vậy đó, mình đứng vậy mình nhường. Và nhiều khi mình thấy rằng mình lớn tuổi hơn mà cái đứa kia nó không biết nhường. Quán làm sao để mình thoải mái, thôi đây đó có một chút chứ gì. Cái thứ hai là gì? Thôi nhường cho nó ngồi đi, mình đứng. Thật mình lỡ mình ngồi mà thấy người khác bước lên đó, mình nhường. Hoặc là đôi khi mình cái phần tốt đó đáng lý của mình mà sao dở nhảy hoài bên kia, thì mình nghĩ là Bồ Tát là nhường cái sướng cho người lấy cái. Nhưng mà so ra cái cực của mình cũng đâu gọi là quá cực đâu, nó cũng còn ok, mình chịu được. Thật là cái ăn chữ quán đó, thưa đại chúng, mình nhìn cái chữ quán đó để mình thấy không có lý từ bi như thế có thể đoạn pháp ác, khiến cho chúng sanh thoát khổ được vui, hoại được cái nhân trong dục giới. Lòng từ bi này nếu duyên tới dục giới thì gọi là dục giới từ, thấy không? Duyên có nghĩa là mình tùy cái duyên họ muốn gì mình tùy thuận. Duyên dục giới. Thiện nam tử, chúng sanh nếu tu tập từ tâm, người ấy sẽ được công đức vô lượng. Lúc tu từ tâm, nếu được đối với kẻ oán thù ban cho điều vui, ấy là tu từ. Đấy. Mình cho một cái người bình thường niềm vui là không nói rồi nha. Mà nếu mà cái người mà họ đang giận mình, mình đang có problem với họ, đang có vấn đề với họ, mình cho được họ niềm vui đó cũng là, đó thật sự là tu từ. Thiện nam tử, tất cả chúng sanh tóm tắt có ba loại. Trong cuộc sống mình có ba loại nghe. Một là kẻ ghét, hai là người thân, thứ ba là gì? Trung bình, không thương, không ghét. Phải vậy không? Có phải không? Đời mình thế nào cũng gặp, mình trong lòng mình thế nào cũng gặp, cũng có ba. Ví dụ say qua,
tôi đâu ưa nhỏ đó. Cái xem ô anh này dễ thương lắm. Còn cô nó bình thường, tôi không thương ghét. Thế nào mình trong lòng mình là cũng có đủ ba dạng chúng sanh này. Và ngược lại mình cũng là một trong dạng chúng sanh của người kia. Có thể mình là kẻ oán của họ, mình là người thương của người kia và mình là người bình thường. Pháp Hòa ví dụ như mình đi trên đường á, gặp một cái người Mỹ, người Tây, bất cứ người nào đi ngang, mình không hay không gì hết trơn. Tại sao? Không quen biết gì hết. Nhưng mà nếu như một cái người mình quen á, mà lỡ mình đi ngang mình không thấy họ mà không say hi với họ đó, là thế nào cũng dính rồi đó. Bữa nay gặp tôi quăng cục lơ nha. Không? Nhưng mà đôi khi mình đâu có để ý đâu, mình không có thấy. Hồi đó mà bị giận hoài tại lúc đó bị cận không biết. Đi học á, mỗi ngày đi ngang đèn xanh đèn đỏ mà cái khu người Việt mình là nhiều lắm. Đậu xe họ quơ tay mình chẳng thấy ai. Nói chú đó đó, vô chùa ổng hai mình dữ lắm mà ra đường. Sau này mình mới biết là tại mình cận thị mình không thấy đường. Cho nên chúng sanh tóm tắt có ba loại: kẻ oán, người thân, hạng trung bình. Ba hạng như thế gọi là cảnh duyên của từ tâm. Cái tâm từ của mình nó tùy theo mỗi loại mà mình khởi khác nhau. Thí dụ người thương của mình, cái mình duyên cái kiểu nó khác. Người tu từ tâm trước từ người thân đến sanh khởi, rõ ràng. Thường thường là mình thương ai trước? Thương người mình biết trước. Bây giờ là muốn biết là mình thương cỡ nào, là khi mình sắp xếp gì cho ai, mình ban phát gì cho ai để ý rồi khác liền hết trơn á. Ví dụ bây giờ mình múc cơm cho cái người đó, mình làm đồ ăn cho người đó, người nào mình hiểu ý họ, mình biết họ làm sao mình để. Pháp Hòa ví dụ thôi. Bây giờ đại chúng mà dọn cơm cho Hòa là thế nào, quý vị mà thuần thành trong chùa là biết là thầy mới dạng giá sống. Là nhìn vô tô cơm là biết liền, à ông thầy ông không giá sống. Còn người khác ta đâu biết gì đâu, ta cứ múc đại vô thôi. Còn đại chúng ở đây những người đã gần gũi biết, Pháp Hòa không biết ăn giá sống, ví dụ vậy. Hay như cái bữa đó dọn những cái tô mì, tô bún gì đó, mà người nào Pháp Hòa biết là Pháp Hòa không ăn ba rô, là không bao giờ múc vô. Mình đem cái tô mình ra, người khác nói ê sao thiếu, quên để ba rô cho thầy. Cái người ta đâu biết, cái người khác. Cho nên trong này nói rất là hay: người tu từ tâm trước người thân mến sanh khởi. Tức là cái nghĩa là nói gì nói, cái từ tâm của mình nó thường sanh khởi từ cái người mình thương trước cái đó. Muốn khiến họ được sự an vui, khi quán đây là thành tựu. Khi quán đây là thành tựu mới đến kẻ oán thù. Tức là hễ mà mình thấy, thường thường là mình thương cái người đó, người thương của mình trước, từ từ mới tới cái người mình không ưa. Thiện nam tử lúc khởi từ tâm, khi có nhân giữ giới khởi, hay nhân nơi bố thí sanh, nếu có thể quán sát kẻ oán thù, khởi tư tưởng như con, ấy là từ tâm. Bây giờ á, từ cái sự giữ giới cho đến cái sự bố thí, sao mình nhìn đó là oán kẻ oán người thân của mình như là bà con quyến thuộc của mình. Trong này nói thương như con thôi, mình không dám nói ha. Nó làm sao mà oán như là người thân của mình là quý rồi đó. Chứ thương như con thì tại sao phải nói vậy? Tại vì không ai thương người khác như thương con mình hết đó. Chị mình cũng thương bằng, mà em mình cũng thương bằng thương con thôi. Cho nên trong kinh hay dùng cái từ á, Bồ Tát lân mẫn chúng sanh dai như xích tử. Quý vị biết xích tử là gì không? Là con đỏ đó. Thường thường con mà nó mới sanh nó đỏ ói, thương con đỏ là trân quý nó lắm. Thì mình phải làm sao mình thương chúng sanh, thương mọi người như con đỏ của mình vậy đó. Thiện nam tử từ tâm chỉ có thể đoái nhìn mà không cứu khổ, bi tâm thì trái lại vừa lưu tâm đến mà cũng vừa cứu khổ. Nhiều khi mình thấy cái người đó vậy thôi chứ mình chưa làm gì được hết, thì cái đó mới từ thôi. Còn cái bi á, là làm sao mình giúp cho họ hết khổ. Thí dụ như mình không phải là bác sĩ, giờ mình gặp mình nói trời ơi tội quá ha, bệnh ha, vậy thôi chứ mình đâu làm gì được. Nhưng mà nếu bác sĩ á, vừa thương mình mà vừa bắt mạch được và cho mình được thuốc nữa, thì cái đó là người bi đó, cho mình hết khổ mà, cho mình thuốc hết bệnh.
Thiện nam tử nếu có thể quán sát kẻ thù hiềm chỉ có điều lành chừng một mãi, vẫn không thấy các điều ác của họ. Nếu có thể quán sát kẻ thù hiềm chỉ có điều lành chừng một mãi, một mãi tức là một chút, vẫn không thấy các điều ác của họ. Nghĩa là nếu mình có một chút điều lành thôi thì hình như là cái điều ác của người mình sẽ không thấy. Phải biết người ấy gọi là tập luyện từ tâm. Nếu mà người làm được như vậy là biết là người ta đang tu tập. Tập luyện đó, nghĩa là thưa cái chữ từ tập luyện này có nghĩa là từ tâm. Nó dễ làm không? Không phải dễ. Nói dễ đó nhưng mà khó lắm. Thương một cái người mà nó không ưa nó khó lắm. Cứu giúp một người mà nó không ưa khó lắm. Có nhiều khi mình nghe họ, mấy cái người mình không ưa, nghe nó khổ, trong lòng nó hơi mừng mừng. Mà thậm chí còn phát một câu đáng đời. Thậm chí nơi nhân quả đó. Không? Cho nên là trong này nó là phải tập luyện dữ lắm đó, chứ không phải đơn giản đâu. Nếu kẻ oán thù kia, giả sử họ mắc phải bệnh khổ, hay đến thăm và chăm nom trị lành bệnh hoạn, cấp đồ cần dùng, nên biết người ấy khéo tu được từ tâm. Đó, ví dụ như trường hợp bây giờ cái người đó mình không ưa, mà lỡ bây giờ họ lâm vào cái hoàn cảnh khổ bệnh nè, mình dẫn tới mình chăm sóc được cho họ. Ở đây mình có một cô Phật tử á, cách đây khoảng chừng 30 năm trước á, khi mà ông xã cô bảo lãnh cô qua đó, thì bảo lãnh qua được có mấy ngày sau thì ông bỏ. Và quý vị biết là một người mà ở một cái xứ, ở nước ngoài mà mới qua không biết gì hết mà bị như vậy là khổ lắm chứ. Thì lúc đó cô tìm được tới chùa, thì lúc đó chùa và mọi người an ủi giúp đỡ cho cô. Thì sau này cô bắt đầu cô bình lặng rồi cô mới nói qua vậy. Cô nói á, nếu mà mai mốt mà ông xã của cổ á, mà bị cái người đó bỏ rồi ổng có khổ sở bệnh tật gì á, cổ cũng nguyện cổ đem ông đó về cổ nuôi. 30 năm trước khi mà gặp cô cái hoàn cảnh như vậy, cô nói như vậy đó. Thì mình mới nói là, nhưng mà lúc đó cô nghĩ gì? Cô mới nói nếu mình nói cao siêu á thì gọi là hạnh của Bồ Tát, còn nếu mình nói bình thường là dù sao đi ở họ cũng là bạn của mình. Trong cuộc sống mà mình thương được một người, nếu họ không phải là cái người gì đặc biệt, cứ coi họ là bạn cũng quý. Thành thử ra không phải dễ. Mà người nói được như vậy, khi mà cái niềm người ta đã làm cho mình khổ sở như vậy mà mình vẫn khởi được cái tâm như vậy, không phải là bình thường, phải có sự tu tập. Cho nên á, ở đây á, nếu biết được mình có từ tâm hay không, mà mình gặp được một cái người mà khi họ hoạn nạn mình vẫn chăm sóc họ được. Thiện nam tử nếu có thể tu nhẫn nhục, phải biết đó là nhân duyên tu từ tâm. Như vậy thì bây giờ á, nếu ai chọc mình tức, mình không nhẫn được á, mà mình nhẫn được á, thì mình biết rằng chính cái nhẫn này là cái nhân giúp cho mình tu được cái tâm từ. Tâm từ là gì? Là cho người ta niềm vui. Bi là gì? Giúp cho người ta hết khổ. Vậy thì khi mình nhẫn á, mình đừng có nói rằng trời ơi tôi, tại sao tôi phải nhẫn cái người này, họ là cái gì mà tôi phải nhẫn. Thì mình nhớ là họ chính là cái nhân giúp cho mình tu được cái tâm từ. Từ tâm như thế tức là nhân duyên của tất cả sự an vui. Nếu có thể tu từ tâm, nên biết người ấy phá được bao nhiêu nhân duyên kiêu mạn. Đấy, cái quả mà cứu kiêu mạn là vì thiếu tâm từ. Bây giờ học tu được tâm từ thì đó là cái nhân duyên. Quý vị thấy không? Cái duyên này nó sanh rồi cái duyên kia nó sanh. Vì tu là nó tăng mà. Ví dụ mình nhẫn thì tăng được tâm từ. Mà tu được tâm từ lìa được kiêu mạn. Đó. Thật ra cái mình tu được một nấc này thì nó giúp cho mình tăng được cái nấc kia. Mà tăng được nấc kia thì nó hết cái nấc đó, nó đi qua tới cái nấc khác, tăng trưởng. Rõ ràng như vậy, rất là hay. Từ tâm như thế tức là quý vị đọc nghe lại ha, nếu có thể tu nhẫn nhục, phải biết đó là nhân duyên của từ tâm.
Từ tâm như thế tức là nhân duyên của tất cả sự an vui. Đúng thôi. Bao nhiêu những cái gọi là gây gỗ khổ đau từ cái sự thiếu tâm từ hết. Mà bây giờ tại sao cái gia đình nó yên ấm được, cái chỗ đó yên ổn được, cuộc đời mình qua được, đó là nhờ cái tâm từ của mình. Hay nói cách khác, thiếu nhẫn nhục là sẽ loạn lên hết, còn có nhẫn nhục là mọi việc nó sẽ an. Thật ra nhẫn là cái then chốt. Mà nhẫn được như vậy, cái khởi tâm từ, từ tâm từ có được an vui. Nếu có thể tu từ tâm nên biết ấy là phá được bao nhiêu nhân duyên của kiêu mạn. Thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, tu hành đúng như chánh pháp, do từ cái tâm từ hết. Ví dụ ha, mình không có tâm từ sao bố thí? Không có tâm từ là trì, không có trì giới. Ví dụ thay giờ mình thấy đồ ai để đó đó, nếu mà người khởi tâm từ thôi, ta mất cái này ta khổ lắm mà. Thậm chí thí dụ như chiếc nhẫn đính hôn, chiếc nhẫn đám cưới đó, họ để đi mà họ làm mất một cái, có thể chồng họ phiền não với họ, vợ họ phiền não với họ, nghi ngờ do mình ăn cắp chiếc nhẫn đám cưới của người ta. Thôi vì lòng từ tôi không lấy cái đó, tôi biết mất cái này là gia đình người ta xào xáo lắm á, thấy không? Thật sự có tâm từ là sẽ có trì giới, có nhẫn nhục, có tinh tấn. Có tâm từ là có tinh tấn. Ví dụ như đại chúng không có tâm từ, mình đâu có chịu siêng năng làm gì đâu. Rồi trí tuệ, nhờ có trí tuệ quán chiếu và rượt lại, nhờ cái tâm từ đó mà trí tuệ mình nó sanh, hành đúng như chánh pháp. Nếu người tu định nên biết người ấy tu phước đức phạm thiên. Tu định là tu cái gì? Tu thiền. Thế bất cứ việc gì mà mình có sự định trước khi mình làm đó, đó là phước của phạm thiên. Bây giờ Pháp Hòa nói vậy nè, phạm thiên là ở đâu? Cõi trời. Cõi trời. Mà tại sao á, ở đây có ai đi qua Thái Lan chưa hả? Quý vị có thấy cái tượng Phật mà có bốn cái tay của Thái Lan không? Bốn mặt á, tượng Phật bốn mặt á. Thường Thái Lan hay thờ cái tượng đó lắm. Mà người ta thờ đó với cái ý nghĩa là thờ cái gì? Thờ để cầu tài, cầu phước cho họ. Và quý vị không, cái đó đó, cái tượng đó đó, người ta hay, người ta hay gọi là tượng Phật bốn mặt á, của người Thái Lan đó. Cái tượng đó đó chính là tượng của Phạm Thiên đó. Phạm Thiên tức là cõi trời. Mà cái cõi trời này có phước báo lớn. Và người Ấn Độ á, người ta cũng tự hào á, người ta tự hào người ta là con của đấng Phạm Thiên. Cho nên cái tiếng của họ là tiếng của Phạm Thiên, cho nên gọi là tiếng Phạm. Bây giờ mình nói trại là tiếng Phạn đó, nhớ không? Khi mình nói ô này là tiếng Phạn đó, mà thật ra tiếng Phạm tức là họ tự hào họ con của đấng Phạm Thiên, và tiếng nói của họ là tiếng của Phạm Thiên. Cũng giống như mình tự hào mình là con của rồng, cháu của ai? Cháu của tiên. Mình là con rồng cháu tiên, dòng giống lạc hồng, mình tự hào vậy đó. Thì người Ấn Độ người ta cũng có cái tự hào của người ta. Mà dân tộc nào có thể người ta cũng có cái tự hào của người ta, ta con ở đâu đó. Cho nên cái phước của Phạm Thiên là phước của cõi trời. Vì được thân Phạm Vương nên gọi là phước đức của Phạm Vương. Vương là vua, vua trời. Hoặc có thể quán tội lỗi sanh tử và công đức niết bàn. Này, bây giờ mình quán thử giữa cái công đức của niết bàn và tội lỗi của sanh tử. Người ấy dưới chân đạp nhầm phẫn bụi, ta phải nên kính đội. Người ấy nhịn được sự khó nhịn, thí được của khó thí, làm được việc khó làm, người ấy có thể tu tứ thiền, tứ không, bát giải thoát. Cái người mà cái phước của người Phạm Vương, Phạm Thiên á, có thể quán tội lỗi sanh tử và niết bàn.
Người ấy dưới chân đạp trầm phẫn bụi, ta có thể kính đội. Tại cái người mà người ta có cái phước á, là người ta luôn luôn thấy, không có thấy ai là cái người thấp đó. Mà nếu cái người mà ta có như vậy đi nữa, mình vẫn kính họ. Người ấy nhịn được sự khó nhịn, thí được của khó thí. À, thường thường cái đây là nói là cái phước đó nha, chứ không phải bình thường đâu. Theo như căn bản bình thường, người ta làm cái điều đó sai, mình có phải đánh người ta, chửi người ta, đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu mình làm được cái chuyện gọi là khó làm thì đều gọi là phạm vua. Đó là phước không bình thường. Tứ thiền, tứ không, bát giải thoát. Đây là những cái danh từ Phật học không đó nha. À, tứ thiền ai nhớ không? Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Sơ thiền là mình hay nói cho nó gọn để dễ hiểu là gì? Sơ thiền là ly sinh hỷ lạc. Nhị thiền là gì? Định sinh hỷ lạc. Tam thiền là ly hỷ diệu lạc. Tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Tức là người nào có được một chút đó là họ được thiền. Pháp Hòa hay ví dụ hoài á. Ví dụ như bây giờ là mình có nhiều tật xấu quá đi, hôm nào mình lìa được cái tật đó phải vui không? Đấy, ly sinh hỷ lạc. Tôi là nóng tính lắm á. Mà bữa nay tôi lìa được cái nóng tính đó là tôi chứng được sơ thiền rồi đó. Ly sinh hỷ lạc. Lìa là sinh hỷ lạc. Nhưng mà theo trong kinh đó, mình lìa cái gì? Lìa ác pháp. Lìa những cái xấu ác là có sơ thiền. Còn ví dụ như bây giờ đại chúng mỗi tối mà ngồi thiền á, ngồi 30 phút, sau khi 30 phút đó có được cái sự định tĩnh á, cái đó gọi là gì? Định sinh hỷ lạc. Định sinh hỷ lạc. Từ cái thiền định nó giúp cho mình sinh được cái hỷ lạc. Rồi chứng được tới tam thiền là gì? Ly hỷ diệu lạc. Những cái vui, cười, giỡn, nói năng bình thường trong cuộc sống này bỏ luôn. Pháp Hòa ví dụ ha, bây giờ mình sống trong chùa nè, huynh đệ ăn cơm chung, làm việc chung, vui vẻ với nhau đó, cái này là hỷ nè, đó là hỷ nè. Ly là lìa những cái ồn náo tình cảm thế gian, giờ vô chùa có được tình cảm huynh đệ này đó. Ly hỷ diệu lạc, định sinh hỷ lạc. Rồi bây giờ cười giỡn gì xong phải không? Lát tới giờ tuyên bố đại chúng ngồi thiền. Rồi trong khi ngồi thiền, cái định tĩnh đó, đâu có ai làm mình vui gì đâu, nhưng mà tự nhiên trong lòng mình có một cái niềm an ổn, thoải mái, nhẹ nhàng. Hoặc là lên trên Tây Thiên, nhổ cỏ mình, yên tĩnh gió mát. Rồi xung quanh đó, ở chỗ cái gazebo, hai cái nhà thủy tạ đó, chú Kiệt ổng để sẵn pháp thoại 24/24, chỉ cần ai mà có cái bóng cái nó sensor cái là nó nói pháp thoại suốt thôi. À, nhờ có con mèo gì nó nhảy ngang, một luồng gió đi ngang vậy mà pháp âm đâu nó ra hoài hoài, ngồi nhổ cỏ mà có pháp nghe nữa. Thấy không? Thì cái đó gọi là gì? Định sinh hỷ lạc. Có ai nói gì cho mình vui cười hớn hở như là ca nhạc kịch đâu, mà cái định đó nó cho mình cái lạc. Hỷ là cái vui thô, lạc là cái vui vi tế. À, nãy dưới ngồi vui cười, huynh đệ đề huề lắm, cái đó hỷ thôi. Còn khi nào mình ngồi mình học kinh một mình, ở chánh điện quét nhà một mình, lao tượng Phật một mình mà vẫn vui vẻ được, đó là lạc. Định sinh hỷ lạc. Rồi ly hỷ diệu lạc, tức là xả những cái hỷ, những cái vui thô trên này nè, để có được cái lạc là ly hỷ diệu lạc. Cái lạc này nó vi diệu lắm. Ví dụ như thế, bữa nay làm gì ở nhà? Trời ơi, ở nhà một mình yên tĩnh vui lắm. Trời đất, không sợ ma hả? Tại người ta nghĩ là phải có người người ta mới vui. Nhưng mà cái người tu là không có cần. Mình có thể ở trong chùa yên tĩnh một mình ở trên chánh điện một mình. Cho quý vị biết hồi nhỏ Hòa làm sao gì á, thầy viện chủ dẫn bao nhiêu vị đi ăn cư chứ Hòa có được đi đâu. Làm sao gì thôi, ở nhà một mình mà vui ghê lắm đó.
Không phải là mình ở nhà mình quậy nha, mà tự nhiên mình set up một cái thời gian mình tu tập một mình mà mình rất là an lạc. Sáng lên ngồi thiền tụng lăng nghiêm đó, rồi xuống cái là ăn sáng xong rồi nghe pháp. Hồi đó và nghe bằng cassette đó, nghe pháp và ngồi chép lại những cái bài mình học. Rồi bắt đầu dọn dẹp nhà bếp, tất cả mọi thứ đâu đó gọn gàng mà một mình thôi, từ chánh điện xuống tới bếp. Vẫn không bỏ thời khóa, vẫn làm việc chùa mà không một chút phiền não, giận hờn nói ông thầy tôi cũng kỳ thị, không có gì hết mà rất là hoan hỷ. Thật nhiều khi mình nghĩ không chừng nhờ giờ phút mình yên tĩnh đó, mình mới học được kinh điển đồ nhiều. Mọi đó bất cứ bộ kinh nào nghe là đều có cuốn tập ghi chép hết. Rồi khi mà mình thọ tỳ kheo xong, đâu có ai dạy luật giới cho mình đâu, tự một mình bò mẫm từng câu từng chữ trong đó, rồi ngồi ghi chú rồi chép lại. Thì cái đó gọi là này, ly hỷ diệu lạc. Tôi không cần những cái vui ồn náo mà phải có người này người kia đâu, vẫn có được cái diệu lạc của tôi. Tam thiền đây là phong, dĩ nhiên là cái đó nó còn đòi hỏi dữ dội nữa chứ không phải vậy thôi đâu. Nhưng mà Hoàng nói đơn giản để cho đại chúng ghi nhớ thôi. Tại vì nói nhiều quá quý vị sẽ có cớ là nhiều quá không nhớ nổi. Vì mình lấy những cái ví dụ đơn giản. Thế nào là ly sinh hỷ lạc, định sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc, và tứ thiền là xả niệm thanh tịnh. Rồi bây giờ tới tứ không là gì? Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nghe thôi. Tại bây giờ cái này mà bắt nhớ được quên hết cuốn kinh này. Bây giờ bắt nhớ tứ thiền, tứ không nè. Bây giờ mình nói một chút về bát định. Bát định là gì? Có khi gọi là bát giải thoát. Cái bát giải thoát này nè, bát giải thoát là gì? Là tám bước giải thoát. Thứ nhất gọi là nội hữu sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. Thí dụ trong tự thân đã sẵn có tâm tham ái về chính sắc thân của mình, vì muốn diệt trừ tâm tham ái ấy, hành giả quán chiếu để thấy rõ tính chất bất tịnh vô thường của thân thể mọi người. Do sự quán chiếu này mà tâm tham ái tự thân không còn nữa, đó là bước giải thoát đầu tiên của hành giả. Nghĩa là gì? Nội hữu sắc tưởng là bên trong này mình có cái tưởng về cái sắc thân của mình, thì mình hãy quán ngoại sắc cái bên ngoài để được cái bước giải thoát đầu tiên. Như sự giải thích, bây giờ ở đây người nào mà không tham tiếc sắc thân của mình? Ai cũng tham tiếc đó. Người nào cũng muốn mình trẻ đẹp, đó là chuyện bình thường. Nhưng để cho mình được cái giải thoát rằng á, cái thân này nó không phải như mình nghĩ đâu, để cho nó dần dần lìa cái đó, thì quán gì? Quán bất tịnh vô thường. Hồi nãy Pháp Hòa giới thiệu cái đề tựa Kinh Pháp Cú đó. Chữ Pháp á, ở trong cái chữ Pháp Cú là Dhammapada đó, thì cái chữ Dhamma đó là chân lý. Pada đó, tiếng Phạn đó, nó có hai nghĩa. Một là câu là cứu, là cứu là câu đó. Pháp cứu nghĩa là những câu pháp. Thì cái chữ cứu đó nghĩa là câu pháp. Nhưng mà cái chữ cứu nó còn, cái chữ Pada trong tiếng Phạn nó còn có nghĩa là gì? Là con đường. Cho nên chữ Dhamma Pada đó dịch là The path of truth, con đường của chân lý. Thì Pháp Hòa nói với người Mỹ, chân lý là gì? Chân lý là gì? Chân lý là sự thật. Mà lời dạy của Phật là sự thật. Ví dụ Phật dạy vô thường, vô thường là một sự thật. Nhưng mà tất cả chúng ta không có nhận cái sự thật này, cho nên mình lầm tưởng. Đừng có nói sắc thân này, phải mà nói giờ cái thân này nè, quý vị thấy không? Này vô thường nè. Nhưng mà mình không có chuẩn bị cái tinh thần cho cái sự thay đổi đó,
Cho nên khi nó thay đổi là mình khổ vô cùng. Bây giờ Pháp Hòa nói ha, bây giờ mình nói gì nói nha, trời, nói sanh nói tử nói dữ lắm mà đi bác sĩ dán một câu thôi, ung thư nghe là về bấn loạn liền. Bấn loạn liền, bác sĩ nói 2 tuần nữa tôi sẽ cho kết quả, là 2 tuần lễ đó mình không yên. Mình không yên. Tại vì mình nói, mình học giáo lý là nó như vậy đó. Nhưng mà khi mình đối diện với cái sự thật, mình mới biết là mình còn ham sống sợ chết đến cỡ nào. Pháp Hòa mới nói với họ đó, đừng có nói đến, đừng có nói cái chuyện gọi là thắt thân này, ngay cái tình cảm luôn. Tình cảm cũng thay đổi vèo vèo chứ bộ không có sao. Thì Pháp Hòa nói đủ thứ về vô thường. Vậy thì bây giờ mình học kinh Pháp Cú để làm gì? Bây giờ quý vị về đọc đi, rồi quý vị chọn 1 câu, 2 câu, 3 câu nào quý vị thích á, quý vị chép nó ra, quý vị để xung quanh nhà. Mua 3 cái hình này hình kia về treo, nhiều khi đấu lỡ gì đó, treo chật nhà, treo mấy câu đi. Thí dụ như câu: như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động, người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Ai mà cái có ngọn gió nào thổi được hòn đá không? Vậy thì người trí phải vững như hòn đá, không động giữa khen chê. Tại sao? Chẳng qua mình làm vui lòng người ta thì người ta khen, chứ không phải mình giỏi đâu. Nhiều khi người ta khen mình tưởng mình giỏi, mà thiệt nếu mà nghĩ cho cùng cái đâu phải mình giỏi. Tại mình làm đúng ý người ta happy. Sự thật là vậy mà. Rồi bây giờ bữa nào người ta chê, không phải mình dở, mà tại vì mình làm không đúng ý người ta. Như vậy rốt cuộc người ta vui với mình, người ta khen chê là tại vì cái gì? Tại vì mình làm cho đúng ý người ta. Tại người ta mà vui cái người ta khen, mà người ta không thích mình người ta chê. Vậy thì người trí thì tại sao phải buồn khổ bởi những cái chuyện người ta nói? Thì nói có một ví dụ như vậy để nói sự thật là gì? Còn nhiều thứ lắm. Nhân quả là một chân lý. Và thưa đại chúng là Đức Phật không hề sáng tạo bất cứ một cái giáo lý, một cái gì hết á. Sự thật nó đang hiện trong cuộc sống này. Chúng sanh mình quên thì Phật nhắc thôi. Mà những cái đó thì là chân lý. Chân lý là the truth. Tiếng Phạn là Dhamma. Con đường dẫn mình đi tới chân lý. Nói xong cái nói đơn giản vậy thôi. Lát kia có ông bà Tây Một lên: cảm ơn thầy, bữa nay tôi cảm giác như thầy đang nói chuyện với tôi. Rồi cái xong cái con một cô Tây đi chùa đây lâu lắm, 2 vợ chồng hồi xưa Pháp Hòa làm đám cưới cho đó. Bữa nay ông nói: ủa bà ở đây rồi, brother của tôi đâu? Cái bà rưng rưng bà nói: he left me. Cái Pháp Hòa nói: sao mà tôi không biết? Cái bà nói: tại vì tôi thấy thầy bận quá, tôi chưa nói cho thầy nghe. Cái Pháp Hòa mới nắm tay bà rồi nói: vậy thì cái bài nói chuyện hôm nay vô tình tôi nói chữ đa, tôi nói chữ vô thường, ngay tình cảm nó cũng vô thường, thương ghét gần yêu gì không, cho nên á ở đời này thầy nói là I love you forever đó, phải không? Love me là được rồi, love you là được rồi, vì trên đời nằm có gì forever đó. Tại sao? Tại vì cuộc sống này không có cái gì là forever. Cuộc sống này không còn không ever, không forever thì cái gì nó forever đây? Đấy, thì bây giờ mình quán thân này cũng vậy. Khi mình quán được cái đó là mình đạt được cái bước giải thoát thứ nhất. Nếu mình thấy cái đó là thật thể quán bất tịnh. Cái bất tịnh của chúng sanh mình quán, thí dụ như bây giờ mình quán cái xác thân này là sình thối là hôi là bất tịnh là đành rồi. Nhưng mà cái bất tịnh của Bồ Tát mà quán là gì biết không? Không có cái gì thật. Thí dụ cái bàn này nè, nếu mà Bồ Tát mà nhìn cái bàn này là Bồ Tát là cái bàn này là bất tịnh, vì nó đâu có thật. Thì cái chữ bất tịnh nó có 2 ý. Không phải khi nào nó dơ, nó hôi, nó thối mới kêu là bất tịnh. Cái gì mà nó không thường còn, nó thay đổi, biến thể là bất tịnh hết. Vậy cái bước giải thoát thứ nhất là thân vô thường.
nghĩ rằng cái thân này thường thì quán, dính mắc cái thân này thì hay quán cái thân này. Thôi mình quán một cái nữa rồi mình giải thoát. Tại giờ có nhiều người chưa giải thoát. Giải thoát thứ hai, nội vô sắc tưởng, quán ngoại sắc giải thoát. Tuy tâm tham ái tự thân đã dứt, nhưng tâm tham ái đối với cái cõi dục vẫn còn, cho nên hành giả cần tiếp tục quán chiếu để thấy rõ hơn nữa về tính chất vô thường bất tịnh của vật chất sắc thân của mọi người ở cõi dục, từ đó diệt được tâm tham ái đối với cõi dục. Bước đầu là mình quán thân thôi. Nhiều khi mình thấy thân này vô thường, nhưng bù lại thấy cảnh, thấy xung quanh có bộ thiệt. Ví dụ giờ mình còn ham thích sống cõi đời này quá, rồi bây giờ lỡ cái nhà đó mình hờ túng thiếu, mình phải bán đi cũng tiếc rẻ cái nhà đó quá. Đó, cái đó là mình vẫn còn dính về cảnh phải không? Thì bây giờ phải quán sâu hơn về cảnh. Hồi nãy quán bản thân, bây giờ quán cái cảnh mà mình dính với nó. Cái cảnh này nó cũng thay đổi mà. Ví dụ đại chúng thấy là hồi xưa lúc mình mới có Tây Thiên, Tây Thiên là cái gì? Cái đâu ra Tây Thiên đâu, phàm chết luôn. Rồi mỗi ngày mình làm chút, mỗi năm mình làm chút, để từ từ nó ra cảnh mình muốn. Nhưng mà nếu Pháp Hòa mà chết đi, mà nó trời ơi công của tôi. Rồi bao nhiêu công sức mà không thoát được ly được cái đó là mệt lắm. Chờ khi mình có, mình đang sống, mình ở, mình cũng phải giải thoát luôn. Không, cái cảnh này cũng tạm thôi. Nếu mà có làm thì trong thời gian mình còn sống mình làm. Nhưng mà cần phải buông xả để mình rời khỏi thì cứ buông xả, đừng dính. Mà đa số nhiều khi mình tiếc của mình làm, tiếc cái công sức mình đã tạo ra. Thì ở đây cái bước giải thoát thứ nhì nè. Tuy tâm tham ái tự thân đã dứt, nhưng tâm tham ái đối với cõi dục vẫn còn nhiều, nên hành giả cần tiếp tục quán chiếu để thấy rõ hơn nữa tính chất vô thường bất tịnh của vật chất ở cõi dục, từ đó diệt được tham ái. Quý vị có nhớ câu chuyện mà một hôm Đức Phật tới cái nhà đó, rồi có con chó nó sủa, rồi Đức Phật mới nói là ông đời trước do tham đắm cái nhà của này mà bây giờ đọa làm chó mà còn chưa có tỉnh á. Hay nói vậy cái con chó nó buồn hiu vô góc nó ngồi. Chủ nhà về thấy con chó mình sao nó không còn như ngày xưa nữa. Hỏi ra mới biết là do cái ông đó đó, ông tới nói bậy nói bạ gì vậy? Giờ con chó nó không thèm sủa nữa. Đi tới hỏi Phật. Phật mới nói ông biết cái con chó đó là có ba của ông. Tại sao nó ngồi ngay góc đó hoài ông biết không? Tại vì ông chôn cái hũ vàng ở dưới đó đó, mà ông chưa kịp dặn ông á. Ông chưa kịp dặn ông là cái hũ vàng nằm đó đó, cho nên cuối cùng á ông phải chết đọa làm con chó giữ cái chỗ đó. Ông không tin tôi, giờ ông tới ông mở cái chỗ lên thiệt, đào lên cái vàng nó nằm ngay đó. Cho nên con chó nó đi đâu đi chứ cái chỗ đó nó khoái nhất, vì nó ở đó nó giữ. Đó là một. Vậy thấy cái trường hợp thế đấy. Rồi cái trường hợp thứ hai là có một thầy tỳ kheo lúc sắp chết đó, có người ta cúng cho ổng một cái lá y mới toanh à, chưa kịp mặc chết, tiếc cái y. Do tiếc cái y đó mà chết đọa làm con rẹp nằm ở trong cái lá y đó, chỉ được hưởng cái y đó vậy thôi. Nhưng cái đó là thuộc gì? Mình dính mắc vào vật chất. Những câu chuyện đó đó mình có thể nói làm gì có, nhưng mà mình cứ nhớ là mình học cái gì mình cũng lấy cái ý. Bởi vì mình cũng chưa có phải là chứng thánh, mình dám nói chuyện nó thật giả gì. Nhưng mà tất cả những câu chuyện đó không ngoài cái chuyện. Rồi quý vị nhớ qua kể câu chuyện một sư cô sắp chết mà thèm nước mắm không? Cả đời ăn chay mà cổ nghe người ta nói nước mắm Phú Quốc. Rồi nếu mà cổ ở đây là nước mắm con mực. Nước mắm con mực của Thái Lan, ví dụ vậy. Cổ chỉ thèm một muỗng nước mắm đó, mà cổ muốn trước khi cổ chết cổ phải ăn một muỗng nước mắm. Chỉ nghe người ta nói nước mắm nó ngon dữ lắm, mình không cho. Mình nói thôi thôi không được đâu, tu hành cả đời đừng có gì một chén nước mắm làm cho cổ.
Nhưng mà cái người mà tu tập á, cái bậc mà tu chứng thì sẽ cho cổ uống nước mắm. Biết chi không? Để cổ giải thoát. Ví dụ bây giờ mình đem một muỗng nước mắm lên cho cổ uống xong, cổ thấy nó ngon không? Ngon gì đâu, để phải nước mắm pha đâu ngon. Nước mắm nguyên chất. Mà nước mắm nguyên chất thì nó mặn và nó hôi. Sau khi thử cái muỗng nước mắm đó rồi là cổ biết, ôi trời ơi, nước mắm là gì rồi, nó đâu có ngon như người ta nói. Thì cổ có thể giải thoát liền, buông bỏ liền. Nhưng nếu mình sợ rằng uống đủ nước mắm này là hư hết cuộc đời tu của sư cô, không cho sư cô uống nước mắm, thì cổ có thể trở lại, cổ làm bà chủ hãng nước mắm. Hay là cổ là cái người làm mắm vân vân. Quý vị hiểu được cái chỗ này ha. Thì hồi nãy mình quán thân, quán cảnh. Cho nhiều khi mình có cái gì á, thuộc về vật chất của mình á, như đồng hồ, cà rá, dây chuyền, tiền của nhà, cửa, đất, đai, bất cứ. Phải cẩn thận là nhiều khi mình còn vướng cái đó. Có nhiều khi mình biết cái thân này vô thường cho nên tạo đủ thứ, nhưng mà cuối cùng lại vướng cái đó. Xả được cái thân mà không xả được cái cảnh. Mà không xả được cảnh thì mình còn chưa phải là cái người giải thoát. Lần sau mình sẽ nói thêm 6 cái quán nữa. 8 bước giải thoát mà. Đó, bữa nay mình học 2 giải thoát trước thôi. Hồi nãy mình học quán về thân, bây giờ quán về cảnh. Và chuẩn bị mình hồi hướng để giải thoát. Nói nữa là không giải thoát. Rồi, đại chúng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thế nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thể.